Băng đội trưởng của đội chủ nhà vẫn thuộc về tiền vệ Đỗ Hồng Dũng, còn người đá băng đội trưởng của đội tuyển U23 Thái Lan là thủ môn Kavin. Điều khiển trận đấu này là trọng tài chính người Oman, ông Mahmoud và Zarab. Và Tiến Linh vào lúc này vẫn đang còn đó. Trận đấu giữa hai đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Thái Lan, trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 31 đã được bắt đầu. Ở hiệp một của trận đấu, đội chủ nhà U23 Việt Nam trong bộ quần áo màu đỏ ở phần sân phía tay trái mọi người các bạn. 15 phút đầu tiên của trận đấu ngày hôm nay có lẽ sẽ là những giây phút vô cùng quan trọng với đội tuyển U23 Việt Nam. Chúng ta đang có được một loạt những yếu tố thuận lợi, nhưng cần phải giữ được cho mình một cái đầu lạnh. Thái Lan có thể coi là đội bóng chơi kiểm soát tốt nhất ở giải đấu năm nay. Và nhìn vào cái cách mà họ đã dâng đội hình ngay từ những phút đầu tiên này, cho thấy là ông Mano Polking hoàn toàn tự tin để có thể chơi với U23 Việt Nam trên sân bóng quốc gia Mỹ Đình ngày hôm nay. Đội xuất phát của đội tuyển U23 Việt Nam ở trong trận đấu này gồm có thủ môn mang áo số 18 Nguyễn Văn Toản, các cầu thủ số 3 Vũ Tiến Long, số 4 Nguyễn Thanh Bình, số 7 Lê Văn Đô, số 9 Nguyễn Tiến Linh, số 11 Nguyễn Văn Tùng, số 12 Phan Tuấn Tài, số 14 Nguyễn Hoàng Đức, số 15 Huỳnh Công Đến, số 16 đội trưởng Đỗ Hồng Dũng và số 20 là Bùi Hoàng Việt Anh. Như vậy là huấn luyện viên Park Hang-seo có 3 sự thay đổi cho đội hình xuất phát ở trận chung kết này bởi những lý do khác nhau. Chấn thương của Lê Văn Xuân và Lý Công Hoàng Anh. Và cùng với đó thì ông sử dụng Văn Tùng thay cho Nhâm Mạnh Dũng để đá cặp với Tiến Linh. Một tình huống cố định đã giúp cho đội tuyển U23 Việt Nam có được bàn thắng trong trận đấu bán kết gặp Malaysia. Đường chuyền của Hoàng Đức. Pha dâng cao của Phan Tuấn Tài. Văn Tùng đã tích cực tranh bóng. Phan Tuấn Tài. Hoàng Đức. Đội hình xuất phát của đội tuyển U23 Thái Lan trong trận chung kết gồm có số 1 thủ môn Kavin, số 2 Nakin Visechat, số 4 Jonathan Kennedy, số 6 Efan Dolor, số 7 Ekanit Pania, số 9 Patrick Gustafsson, số 10 Voracit, số 16 Jonathan Buafan, số 17 Benjamin Davis, số 18 Viratep. Pha lên bóng của cầu thủ áo đỏ, đường chuyền vào là của Tiến Linh. Văn Tùng chân chay không được. Pha xử lý táo bạo của các cầu thủ tiền đạo bên phía U23 Việt Nam. Số 18 của U23 Thái Lan là Virathep Pomphun và số 19 Jayapipat Supan Pasuk. Đó chính là những gì mà các trung vệ của đội tuyển U23 Thái Lan đã từng mắc sai lầm ngay ở trận đấu đầu tiên của họ ở bảng B khi gặp U23 Malaysia. Các trung vệ rất lóng ngóng khi gặp phải sức ép từ cầu thủ đối phương và thường xuyên chuyền sai. Sai sót trong phá bóng vừa rồi là của trung vệ Chonapat Buafan. Jayapipat tranh chấp tốt. Pha lấy bóng của Tiến Linh. Một lần nữa Tiến Linh và Văn Tùng có được sự liên hệ. Không có nhiều những tình huống như vậy trong những trận đấu đã qua của cặp tiền đạo bên phía U23 Việt Nam, cho dù đó là Tiến Linh chơi cùng với Nhâm Mạnh Dũng hay Tiến Linh đá cùng với Văn Tùng. Hùng Dũng, quả phạt góc bên phía cánh phải cho U23 Việt Nam. Trận đấu mới chỉ diễn ra được vài phút và khí thế trên sân đang có lợi cho đội chủ nhà. Vai trò của những cầu thủ trên 23 tuổi là vô cùng quan trọng trong những trận cầu như thế này. Hai trong số 3 cầu thủ trên 23 tuổi chúng ta đã phối hợp với nhau và có được bàn thắng ở trong trận đấu bán kết trong những giây phút cực kỳ căng thẳng. Bây giờ người thực hiện quả đá phạt góc là Hoàng Đức. Không được. Tình huống dứt điểm thứ hai của U23 Việt Nam kể từ đầu trận. Chưa có một tình huống dứt điểm nào đi trúng đích cả. Các cầu thủ U23 Việt Nam đang quyết định là sẽ quay đối phương ngay từ khu vực 16m50. Trước đó thì đã có 2 lần chúng ta thành công giành lại quyền kiểm soát và đều dẫn tới những cơ hội.
Ở vòng bán kết thì cả hai đội đều đã trải qua một cuộc đối sức có thể nói là rất căng thẳng. Cách biệt mà U23 Việt Nam và U23 Thái Lan có được trước các đối thủ Indonesia và Malaysia đều là rất nhỏ. Các đội đều đã rất tập trung cho cơ hội ở vòng bán kết. Nhưng phải nói rằng Thái Lan và Việt Nam là những đội bóng xứng đáng có mặt ở trận đấu cuối cùng của giải đấu năm nay. Tiến Linh. Tiếp tục là cầu thủ Việt Nam. Hoàng Đức. Nhà bóng nhanh là Phan Tuấn Tài, còn đây là Huỳnh Công Đến. Tiếp tục là Phan Tuấn Tài. Tạt bóng đi, bóng ở tầm thấp, rất đáng tiếc. Tiến Linh đã chiếm vị trí ở bên trong nhưng không phải là một đường chuyền bổng của Phan Tuấn Tài. 5 phút đầu tiên của trận đấu là quãng thời gian mà U23 Việt Nam chơi ép sân, sẵn sàng pressing, tổ chức tạo lực ngay từ đầu mỗi khi để mất bóng. Ở bán kết thì chúng ta gặp khó khăn trước một Malaysia chơi phòng ngự co cụm. Nhưng ngày hôm nay đang là một khởi đầu có vẻ như là thuận lợi hơn. Và cái nhịp chơi của U23 Việt Nam cũng đã được thể hiện tốt hơn ngay từ những phút đầu tiên. Đối đầu với đội tuyển U23 Việt Nam là U23 Thái Lan. Bóng luôn biết cách để thể hiện cái thế của mình trong những trận cầu quan trọng, những trận chung kết này. Họ đã từng thể hiện được bản lĩnh của mình ngay cả trên những chảo lửa được coi là nóng nhất ở đấu trường Đông Nam Á, và những thời điểm mà những đội chủ nhà được đánh giá cao, cuối cùng đội bóng giành thắng lợi luôn luôn là Thái Lan. Và ngày hôm nay thì cách chơi của họ trong những đội tuyển cũng vô cùng đỉnh đẳng. Họ xứng đáng là một đối thủ của đội tuyển U23 Việt Nam trong trận cầu quan trọng nhất này. Ở SEA Games 2019 trên đất Philippines thì U23 Thái Lan qua U23 Việt Nam vào lượt trận dưới của vòng bảng và không thể là một trong bốn đội bóng có mặt ở vòng bán kết. Những trước thềm của SEA Games 31 trên đất Việt Nam, bóng đá Thái Lan đã quyết định có một sự lựa chọn có vẻ như chính xác hơn khi họ đưa về đội tuyển U23 những cầu thủ tốt nhất ở lứa U23 hiện tại và bổ sung những cầu thủ trên 23 dày dặn kinh nghiệm như cầu thủ Kavin hay Wirathep. Cú dứt điểm đầu tiên của cầu thủ Thái Lan trong trận đấu này nhưng đó là một cú đá không chuẩn xác của Jayanth Pipat. Bóng đá Thái Lan luôn được đánh giá cao ở khu vực. Họ là đội bóng có được nhiều danh hiệu nhất ở tất cả các đấu trường. Trong khuôn khổ SEA Games, chúng ta Thái Lan đã 16 lần giành được tấm huy chương vàng. Kể từ khi môn bóng đá nam tại SEA Games chỉ còn là cuộc chơi của cầu thủ trẻ dưới 23 tuổi thì bóng đá Thái Lan vẫn luôn là quốc gia dẫn đầu. Trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình vào năm 2003 khi Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức SEA Games, chúng ta đã từng đối đầu với Thái Lan hai lần. Trận đấu mở màn ở vòng bảng, U23 Việt Nam có được bàn thắng mở tỷ số cực đẹp của Văn Quyến nhưng cũng không thể có được chiến thắng khi bị gỡ hòa bởi một quả đá phạt của Thông Lao. Và khi gặp nhau trong trận chung kết của giải, Thái Lan đã dẫn trước bằng bàn thắng mở tỷ số của Sareut. Nhưng cũng chính Văn Quyến là người đã đưa trận đấu bước sang hiệp phụ bằng một cú đá vô lê ở cự ly gần. Và trong trận chung kết năm 2003, đội Thái Lan đã có được tấm huy chương vàng nhờ bàn thắng vàng ở hiệp phụ của hậu vệ cánh Natapon. Trên chặng đường hướng tới trận chung kết này thì U23 Thái Lan cũng đã có một trận thua. Đó là trận thua ngay ở ngày ra quân khi họ thua trước U23 Malaysia với tỷ số 1-2 dù đã có được bàn thắng mở tỷ số. Nhưng đó là trận đấu mà họ bị mất người. Và ngay
ngay sau trận đấu đó thì U23 Thái Lan đã thể hiện được chất lượng chơi bóng của mình bằng những trận thấm thắng với cách biệt có thể nói là rất đậm. Thái Lan luôn có thể chơi với nhiều phong cách khác nhau. Họ hoàn toàn có thể đá một cách đơn giản, thực dụng nhưng cũng có thể kiểm soát trận đấu bằng cách đá có độ nhuyễn. Người vừa phá bóng lên là Hoàng Đức. Trong khoảng 5 phút thi đấu vừa qua thì các tiền vệ Thái Lan đang thể hiện được khả năng kiểm soát và tranh chấp tốt ở khu giữa sân. Đúng là những phút đầu tiên của trận đấu ngày nay, khoảng 15-20 phút đầu tiên sẽ là cực kỳ khó khăn, những áp lực đến từ phía đội tuyển U23 Thái Lan. Pha phạm lỗi vừa rồi là của Bùi Hoàng Việt Anh. Trên màn của quý vị và các bạn, Benjamin James David là một trong những nhân tố tấn công rất đáng xem ở giải đấu năm nay. Quả đá phạt sẽ được thực hiện bởi Wadachit. Trong trận đấu bán kết thì Wirathet là người ghi bàn thắng quyết định. Đó là một pha xử lý cá nhân cực hay. Tính chung thì các nhân tố trên hàng công của Thái Lan đều là những cầu thủ tiềm tàng nguy hiểm. Phạt góc dành cho đội tuyển U23 Thái Lan. Cú đánh đầu pha bóng của Văn Tùng. Một pha chạm bóng có thể nói là tương đối mạo hiểm của Văn Tùng. Tư thế là hơi với. Hơn 10 phút thi đấu đầu tiên đã trôi qua. U23 Việt Nam và U23 Thái Lan vẫn đang hòa nhau 0-0. Đây là ông Alexandro Polking, người đã từng không thành công khi dẫn dắt câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh tại đấu trường V-League. Nhưng việc bổ nhiệm người đàn ông này và kết hợp với trưởng đoàn Manam Bang đã đem lại một sự kết hợp tuyệt vời và thành công ở AFF Cup vừa rồi là một ví dụ điển hình. Và Thái Lan cũng cho thấy là quyết tâm của họ ở SEA Games năm nay môn bóng đá nam là ra sao. Thì ông Polking tiếp tục dẫn dắt những cầu thủ đang thiếu trên sân vào thời điểm này. Và đương nhiên mục tiêu của họ là chiếc huy chương vàng. Khoảng 5 phút trở lại đây thì đội U23 Thái Lan đã có thể giữ lại bóng trong chân. Thế trận là tương đối cân bằng. Ben Davis. Quả bóng đáng tiếc nhất mà chúng ta đã bỏ lỡ cho tới điểm này chính là tính dứt điểm của Văn Tùng. Đường chuyền của Chaya Pipat. Levando. Chúng ta đã thấy một vài tình huống dâng cao của Phan Tuấn Tài bên phía góc trái. Nhưng ngược lại ở bên phía cánh phải thì Văn Đô đang giữ vị trí của mình bên phía sân nhà nhiều hơn. Đó là một sự cẩn trọng cần thiết trong một trận đấu có tính chất quyết định như thế này. Và đối phương U23 Thái Lan đương nhiên hiểu được đâu là hướng tấn công chủ đạo của U23 Việt Nam và họ hoàn toàn có thể phản công vào đúng vị trí đó. Benjamin Davis là một cầu thủ đã từng được đào tạo ở Singapore và vào thời điểm này thì là một người đang chơi bóng ở Anh. Và cắt bóng của Tiến Long. U23 Thái Lan đang có khả năng kiểm soát tốt ở khu giữa sân. Và tranh chấp hợp lý của Levando. Bùi Hoàng Việt Anh. U23 Việt Nam là đội duy nhất cho đến lúc này ở SEA Games 31 chưa hề để lọt lưới.
đúng là mọi thứ đang được kiểm soát tốt hơn bởi cầu thủ U23 Thái Lan, đặc biệt là tuyến giữa của họ. Họ cầm được bóng, họ cũng hết sức chủ động trong những tình huống chuyển đổi. Trời mưa ngày hôm nay khiến mặt sân trở nên trơn trượt và nó cũng khiến cho lối chơi kiểm soát cũng sẽ gặp ảnh hưởng. Phía trên là Văn Tùng, đường truyền là của Huỳnh Công Đến. Ở ít phút vừa rồi thì Huỳnh Công Đến đã chơi rất cố gắng, nhưng có thể thấy là cách tổ chức di chuyển và tạo nhóm của U23 Việt Nam chưa đủ để tạo ra được lợi thế về mặt quân số. Trong các tình huống kiểm soát ở khung giữa sân thì lực lượng của U23 Thái Lan đang được dàn trải một cách hợp lý hơn. Đang là một điều gì đó thận trọng đến từ đội bóng của viên Park Hang-seo. Hùng Dũng rất khôn khéo, pha đổi hướng của Huỳnh Công Đến, nhưng đó là đường chuyền non. Một trận chung kết và sẽ có một chút yếu tố tâm lý ảnh hưởng tới các cầu thủ trẻ, một vài vị trí trên sân của đội tuyển U23 Việt Nam có lẽ là vẫn đang tương đối khớp, dẫn đến việc là những pha bóng mà họ xử lý có cảm giác không thực sự tốt. Tuyến tiền vệ của U23 Thái Lan sở hữu một loạt những cầu thủ có chất lượng. Họ có được sự điềm tĩnh chắc chắn và có khả năng tăng tốc cách đột ngột. Pha tấn công của cầu thủ U23 Việt Nam, Tiến Linh. Những cú chạm bóng đầu tiên chưa thực sự hợp lý. Cầu thủ có nguồn động lực to lớn từ khán đài, từ sự cổ vũ nhiệt tình của cổ động viên khi chúng ta được chơi trên sân nhà. Với những người như Tiến Linh, như Hùng Dũng, như Hoàng Đức, họ đã quá quen với điều này. Đối với cầu thủ trẻ đang chơi một trận chung kết lớn đúng nghĩa trong sự nghiệp của mình lần đầu tiên, thì họ còn nhiều thứ cần phải hoàn thiện, nhưng cần phải làm quen một cách nhanh nhất, không có chỗ cho những sai lầm. Hay. Vẫn đang là cầu thủ U23 Việt Nam, không hề có lỗi việt vị. Văn Tùng cánh trái là Tuấn Tài, quả tạt đánh đâu, pha bóng thuộc về Tiến Linh. Với một tình huống dứt điểm như vừa rồi thì thật khó để có thể đánh bại được thủ môn Cao Huynh. Lần này thì Tuấn Tài đã có một quả tạt chính xác tới vị trí của Tiến Linh. Phút thứ 20 của trận chung kết, tỷ số vẫn đang là không đều. U23 Việt Nam là những người dứt điểm nhiều hơn. Và vừa rồi là cú sút đầu tiên trúng đích và dứt điểm chính xác. Nhưng lực của cú đánh đầu được tạo ra bởi Tiến Linh là chưa đủ để có thể tạo ra được áp lực lớn hơn cho Calvin. Có thể nhận thấy là hướng tiếp cận từ biên vẫn sẽ là ý tưởng chủ đạo mà huấn luyện viên Park Hang-seo muốn các học trò của mình sử dụng cho trận chiến này.
Dù đây là trận đấu mà sau 20 phút chúng ta cảm nhận được rất rõ rằng đối thủ là có chất lượng, có tiêu chuẩn và họ hoàn toàn có thể tranh giành một cách quyết liệt, thậm chí là có sự nhìn hơn so với chúng ta ở vùng giữa sân. Và U23 Việt Nam sẽ phải chơi hơi nghiêng về thế trận phòng ngự phản công. Nhưng tốc độ ào lên của các cầu thủ ở biên, như trường hợp của Phan Tuấn Tài ở đợt tấn công gần nhất, là một điểm rất đáng chú ý. Này thì khu vực nóng nhất chắc chắn sẽ là những tình huống tranh chấp ở trung tuyến. Phần nào đó thì các tiền vệ U23 Thái Lan đang cầm nhịp tốt hơn, nhưng các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo có lẽ là cũng đã có được những sự tính toán kỹ cho trận đấu ngày hôm nay. Họ sẵn sàng bung vào những thời điểm cần thiết, không cần phải quá vội vàng. Sau khoảng 5 phút để cho hàng tiền vệ của tuyển Thái Lan có được sự chủ động, thì bây giờ để đưa bóng lên phía trên đối với đội áo vàng cũng là tương đối khó khăn. Vừa rồi là pha xử lý của Chaya Pipat. Khung thành của thủ môn Văn Toản chưa phải đón nhận bất cứ một bàn thua nào ở giải đấu năm nay. Đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo luôn được xây dựng dựa trên tiền đề là một hàng phòng ngự vững chắc. Một pha pressing tốt, căng thẳng của hai cầu thủ ở khu giữa sân, nhưng trọng tài vẫn đang cho trận đấu được tiếp tục. Tiến Linh sút xa, quyết định khá táo bạo. Bây giờ là lúc mà trọng tài Mahmoud Al-Mazrafi sẽ phải xử lý tình huống nổi nóng của hai cầu thủ giữa sân. Có lẽ là Hoàng Đức đã nổi nóng thì phải đón nhận một tình huống vào bóng mạnh của đối phương. Đó là pha bóng mà trọng tài người Oman, ông Mahmoud Al-Mazrafi, đã cho đội áo đỏ phép lợi thế để tình huống được tiếp tục. Một nửa thời gian thi đấu của hiệp 1 đã trôi qua. Trận chung kết môn bóng đá nam giữa đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Thái Lan trên sân Đồng Quốc gia Mỹ Đình vẫn đang có tỷ số hòa 0-0. U23 Việt Nam có được số lượng những tình huống dứt điểm với thành đối phương nhiều hơn, nhưng vẫn chưa được thành công một lần nào trong việc đưa bóng vào lưới của thủ môn Cao Win. Và chúng ta có thể hiểu thế trận trong những phút vừa qua là giằng co. Của Lê Văn Đô, trung vệ của U23 Việt Nam đã kịp thời bọc lót. Đó là Thanh Bình, người đã chơi rất hay trong trận bán kết gặp U23 Malaysia. Lê Văn Đô để bóng qua đầu và Thanh Bình với vai trò của một trung vệ đã bọc lót kịp thời. Tốc độ chơi của U23 Thái Lan ở một vài đường lên bóng gần đây là rất đáng chú ý. Cú đá của Chaya Pipat. Đúng là Thái Lan thì vẫn là Thái Lan. Họ biết cách thể hiện được bản lĩnh của mình trong một trận cầu quan trọng để đá trên sân của đội chủ nhà Việt Nam. Chiếc xe cực lớn từ các khán giả, họ vẫn chơi một cách đĩnh đạc. Hai trận đấu bán kết đều đã phải bước sang thời gian của các hiệp phụ. Và trận tranh hạng 3, sau kết quả hòa thời gian đấu chính thức, Indonesia cũng cần tới loạt sút phạt luân lưu. Không được, trọng tài đã thổi phạt với Hùng Dũng.
Hùng Dũng và Tiến Linh đều đã có những bàn thắng ở SEA Games lần này, và đó đều là những pha lập công quan trọng. Cả hai cầu thủ này đều đã mở điểm cho U23 Việt Nam ở trận đấu khai mạc của bảng A, với Tiến Linh bàn thắng duy nhất ở vòng bán kết là thứ đã đưa đội tuyển U23 Việt Nam tới với sân vận động quốc gia Mỹ Đình ngày hôm nay trong trận đấu tranh huy chương vàng. Ở SEA Games 2019 thì Đỗ Hùng Dũng cũng đã ghi bàn trong trận đấu cuối cùng. Rất nhiều người mong rằng những yếu tố như vậy sẽ có thể lặp lại trong trận đấu ngày hôm nay trước đối thủ nhiều duyên nợ. Benjamin Davis. Hầu hết cầu thủ tấn công của U23 Thái Lan đều có khả năng xử lý cực tốt trong phạm vi hẹp. Phú Tiến Long. Văn Tùng bị phạm lỗi. Đó là lỗi của Jonathan Candy. Nhưng tình huống tổ chức ngay sau đó của U23 Việt Nam thì có phần vội vàng. Dè chừng những tình huống băng lên của Ekanit nếu như chúng ta quá tập trung vào Patrick Gustafsson, một mẫu trung phong có thể nói là rất hay ở SEA Games năm nay, vừa có khả năng độc lập tác chiến, vừa có khả năng di chuyển công bóng tạo khoảng trống trong đội, vừa có khả năng cài đè và làm tường. Tuyến hai của U23 Thái Lan được hưởng lợi rất nhiều với cách chơi khi họ có Gustafsson trong đội hình. Một thế trận giằng co, một trận chung kết và không có chỗ cho những sai lầm. Sau 19 năm thì chúng ta được thi đấu một trận chung kết môn bóng đá nam trên sân nhà. Những ai đang sở hữu tấm vé tới sân Mỹ Đình ngày hôm nay là vô cùng quý giá. Phan Tuấn Tài. Vừa rồi là pha phối hợp không tốt giữa trung vệ của U23 Thái Lan và thủ môn Cao Win. Một chút lưỡng lự thôi và nó giúp cho Tuấn Tài có được cơ hội thả bóng ở bên phía hành lang cánh trái. Các trung vệ của U23 Việt Nam đều đã có mặt trong khu vực 16m50. Dũng đá phạt và Tiến Linh ghi bàn ở trận bán kết. Quả chạm bóng Hùng Dũng. Đánh đâu? Gavin đá không thật sự chắc chắn. Huỳnh Công Đến. Phạt bóng vào của Huỳnh Công Đến ở tầm quá thấp và lực cũng không đủ mạnh. Gavin là thủ môn năm nay 32 tuổi, đã từng chơi bóng ở châu Âu. Nhưng vào thời điểm này thì anh đang là thành viên của câu lạc bộ Cảng Thái Lan. Hai cầu thủ trên 23 tuổi còn lại của U23 Thái Lan tại SEA Games lần này là Wadachit, người mang áo số 10, đang chơi cho câu lạc bộ Pathum United, và Virathep Pophun, người năm nay 26 tuổi, đang chơi cho Mường Thơ United. Phút thứ 30 của trận đấu và tỷ số vẫn đang là không đều. Văn Tùng. Tiến Linh. Thêm một quả phạt góc nữa cho U23 Việt Nam.
Vừa rồi là một pha bóng mà sau khi giành lại quyền kiểm soát thì số lượng cầu thủ tấn công của U23 Việt Nam được đảm bảo. Chỉ tiếc là Tiến Linh đã không có được một đường chuyền như ý muốn. Đây là phút thứ 30 của hiệp 1. Đó vẫn sẽ là quả đá phạt góc của Hùng Dũng. Lê Văn Đô. Thời điểm mà toàn bộ đội hình của Thái Lan đã lùi về sân nhà của họ. Hoàng Đức. Cách giữ nhịp của các cầu thủ U23 Thái Lan là rất hay. Jayapipat, Ben Davis, thực tế là U23 Thái Lan chưa có được một tình huống dứt điểm nguy hiểm nào về khung thành của Văn Toản, cho dù ở khung giữa sân họ nhìn hơn một chút. Ngược lại thì bên phía đội tuyển U23 Việt Nam đã có được 3 tình huống dứt điểm, trong đó có một tình huống dứt điểm trúng đích là cú đánh đầu của Tiến Linh. Trước một đối thủ mạnh, một đối thủ mà huấn luyện Park Hang-seo đánh giá rất cao, U23 Việt Nam đã chơi có sự cẩn trọng cần thiết. Chúng ta vẫn đang duy trì sự chặt chẽ bên phần sân nhà. Hàng tiền vệ có phần đá hơi thấp một chút, nhưng chúng ta cũng có được sự sẵn sàng cho những tình huống băng lên. Đây có thể chưa phải là lúc mà U23 Việt Nam tăng tốc. Lỗi của cầu thủ Thái Lan. Mặc dù vậy thì không có tiếng còi cất lên. Đó là pha tranh chấp của Jonathan Kennedy. Văn Tùng là người được sử dụng thay thế cho sự lựa chọn quen thuộc trước đó là Nhâm Mạnh Dũng. Nhâm Mạnh Dũng có thể sẽ là một giải pháp cho đội tuyển U23 Việt Nam ở hiệp 2. Vòng này thì trận đấu hay nhất của Văn Tùng là trận đấu gặp Timor Leste, trận đấu cuối cùng của U23 Việt Nam tại vòng bảng. Có lẽ là cũng giống như U23 Việt Nam, U23 Thái Lan đang buộc phải tìm kiếm cơ hội từ những tiếng súng biên. Đây là Benjamin Davis. Một thế trận giằng co trong trận chung kết giữa hai đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Thái Lan. Hai phần ba thời gian thi đấu của hiệp 1 đã trôi qua. Tỷ số trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình vẫn đang là 0-0. Cả ông Paul King và ông Park Hang-seo đã nghiên cứu rất kỹ đối thủ của mình. Chính vì vậy mà chưa có một pha bóng nào mang tính đột biến xảy ra. Những tiếng tăng tốc bất ngờ của U23 Thái Lan là một trong những điểm mạnh của họ. Cần phải hết sức chú ý tới yếu tố này. Davis, người đang có nhiều bóng bên phía U23 Thái Lan chính là Ben Davis.
Cầu thủ mang hai dòng máu Thái và Anh trong người này đang chơi có thể nói là rất cơ động và là nhân tố sẵn sàng thực hiện những pha tăng tốc. Pipat, Ben Davis, đi bóng rất lợi hại. Cú thả bóng của Ben Davis đã không đến được chân của đồng đội, nhưng một lần nữa chúng ta lại thấy được vai trò trung tâm của Benjamin Davis trong lưới chơi mà huấn luyện viên Manu Pongking đang xây dựng cho U23 Thái Lan. Giữa vòng hầy rất đông các hậu vệ của U23 Việt Nam thì Ben Davis vẫn bình tĩnh xử lý và thả những trái bóng có ý đồ. Việc Lê Văn Xuân gặp chấn thương và không thể thi đấu trong trận đấu chung kết này khiến cho ông Hoàng Hàng Sò đã phải có sự thay đổi, và dễ dàng có thể nhận ra là ông sẽ phải sử dụng Tuấn Tài ở vị trí chạy cánh trái. Đã không có một sự lựa chọn tốt hơn. Cầu thủ U23 Thái Lan chơi rất quyết liệt. Gustafsson. Đường chuyền hỏng của Ivan. Văn Đô. Rất khó để có thể triển khai bóng lên phía trên. Để đảm bảo sự an toàn thì tuyến giữa của U23 Việt Nam trong những phút vừa rồi không cố gắng thực hiện nhiều những tình huống xoay sở. Cách đá của đội bóng áo đỏ là đơn giản, đẩy trái bóng lên phía trước. Cầu thủ bị thổi phạt là Patrick Gustafsson. Những số 9 vừa va chạm với nhau. Thanh Bình. Hoàng Đức rất hay. Không được. Mình tiếp tục là cầu thủ áo đỏ. Huỳnh Công đến. Phan Tuấn Tài. Công đến Tiến Linh. Trong những phút vừa rồi thì Văn Thùng luôn có xu hướng đá ở phía trong nhiều hơn. Huỳnh Công đến. Tuấn Tài. Đây là ông Dũng. Đi bóng. Vẫn là ông Dũng qua người. Thả trái bóng vào phía trong nhưng không đến được một vị trí của một cầu thủ áo đỏ nào cả. Nhưng đó là một sự mạnh dạn cần thiết đến từ đội trưởng của U23 Việt Nam. Một tiếng đi bóng sộc thẳng vào vòng cấm. Vượt qua hai cầu thủ U23 Thái Lan. Lê Văn Đô. Khi mà mọi thứ diễn ra tương đối chậm thì một tình huống xử lý như vừa rồi, khả năng đột phá và mạnh dạn của Hùng Dũng là xứng đáng được ghi nhận. Và có lẽ là chúng ta cũng cần có được những sự tự tin như vậy từ những người đồng đội của anh. Thế Linh. Khoảng 5 phút cuối hiệp, đây là lúc mà chúng ta có thể tăng tốc. Sự táo bạo của Hùng Dũng ở tình huống trước đó là một tín hiệu.
Cút bóng đã là của Hùng Dũng. Đây là phút thứ 40. U23 Việt Nam và U23 Thái Lan đang hòa nhau 0-0. Ở những phút cuối hiệp thì thế trận của U23 Việt Nam ở mặt trận tấn công đã trở nên sáng sủa hơn, đặc biệt là pha bóng tiêu biểu của Hùng Dũng. Cũng chính anh là người đã quyết đoán tung ra cú sút sau khi bóng bật ra từ khu vực 16m50 ở tình huống tiếp theo. Tiến Linh có lẽ là cũng đã được thử nghiệm ở vị trí như thế này ở những phút cuối trong trận đấu gặp U23 Timor Leste, trận cuối của vòng bảng, tức là thấp hơn so với tiền đạo cao nhất. Đây là cách di chuyển của các trung phong nhằm lôi kéo theo sự chú ý của các hậu vệ đối phương, tạo ra các khoảng trống ở phía sau lưng mình, tăng cường sự kết nối ở phía giữa sân. Khi đó thì U23 Việt Nam hoàn toàn có thể đá với một hàng tiền vệ 4 người. Qua trên sân vận động Cẩm Phả là một thế trận đôi công rực lửa giữa đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam và Thái Lan. Một trận đấu mà chúng ta gần như là không thể rời mắt khỏi màn hình bởi yếu tố quyết liệt và hấp dẫn của nó. Và bóng đáng chú ý của U23 Thái Lan, đây là Davis. Cú sút đã bị chặn lại. Cú nhà bóng về là của Virathep. Cách chơi của Virathep rất đơn giản, nhưng tôi có cảm nhận được sức nặng trong những tình huống chơi bóng này. Đó thực sự là một cầu thủ dày dặn kinh nghiệm. Đá phạt góc dành cho U23 Thái Lan. Sự căng thẳng đối với khung thành của U23 Việt Nam. Quả đá phạt góc sẽ được thực hiện bởi Virathep, cầu thủ đã ghi bàn thắng quan trọng nhất cho U23 Thái Lan ở bán kết. Rất nguy hiểm. Hiệp phụ trận đấu gặp U23 Malaysia, khung thành của Văn Toàn cũng đã phải đối mặt với những cú đánh đầu của đối phương ở cự ly gần như vậy. Lần này là một tình huống tiếp bóng ở thực tế khó hơn của Jonathan Kepdi. Hiệp một đã bước vào những phút thi đấu chính thức cuối cùng. Một trận đấu quan trọng. Sự thận trọng của cả đôi bên. Các huấn luyện viên quá hiểu nhau. Không có quá nhiều những cơ hội nguy hiểm ở hiệp đấu này. Không có lỗi. Người đã theo sát Gustafsson là Vũ Tiến Long. Tỷ lệ kiểm soát bóng của U23 Việt Nam nhỉnh hơn khi chúng ta đã có được một thế trận tốt hơn trong những phút cuối của hiệp 1. Đường chuyền của Ben Davis. Quang Đức. Tuấn Tài. Văn Tùng. Kết nối với Huỳnh Công Đến. Đây là Lê Văn Đô. Đường chuyền của Tiến Linh xuống biên.
khoảng trống dành cho Lewandowski, chuyền ngang. Trung phong của chúng ta Văn Tùng đã không đảm bảo được tốc độ. Bóng vẫn trong cuộc, Huỳnh Công đến. Phan Tuấn Tài. Có lẽ vừa rồi là pha phối hợp đáng chú ý nhất, tốt nhất của U23 Việt Nam khi thực hiện những tiếng trồng biên. Ở tình huống tấn công vừa rồi thì chúng ta có thể thấy được giá trị của Tiến Linh trong vai trò của một tiền đạo lùi là như thế nào. Đá thấp hơn so với tiền đạo mũi nhọn, chọn vị trí để thu hút và thả những trái bóng vào khoảng trống ở đách trung lộ. Đáng tiếc là người bù vị trí cho Tiến Linh ở phía trên là Văn Tùng lại không có sự nhạy cảm của một người săn bàn, phải chơi với một tốc độ cao hơn để chiếm lĩnh vị trí và có thể tận dụng được quả chuyền ngang của Lewandowski. Đường chuyền của Benjamin David nhưng Gustafsson chắc chắn ở vào thế việt vị. Chỉ có một phút đá bù giờ cho hiệp thi đấu thứ nhất. Tiến Linh. Như vậy là hiệp 1 của trận chung kết môn bóng đá nam tại SEA Games 31 giữa hai đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Thái Lan đã khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi. Đã được thể hiện một cách tương đối rõ ràng. Vấn đề là người đá cặp với Tiến Linh, Văn Tùng đã chiếm vị trí cũng như là tận dụng những thời cơ không thật sự một cách đầy đủ, một cách sắc bén. Và đó cũng là lý do mà huấn luyện viên Park Hang-seo đã sử dụng Nhâm Mạnh Dũng cho vị trí này ở phần còn lại của trận đấu. Nhâm Mạnh Dũng đã chơi tốt trong hiệp 2 trận đấu đầu tiên tại SEA Games này trước Indonesia sau khi được vào sân để thay cho Văn Tùng. Nhưng khi đó thì Nhâm Mạnh Dũng đã ở vai trò khác. Chúng ta hãy chờ xem phương án mà Mạnh Dũng đá cao và Tiến Linh đá thấp sẽ đem đến điều gì cho U23 Việt Nam. Cả Phan Tuấn Tài và Huỳnh Công đến trong hiệp 1 đều đã chơi nỗ lực. Tuấn Tài quả tạt không có chất lượng tốt. Lê Văn Xuân đã gặp chấn thương ở trận đấu bán kết gặp đội tuyển U23 Malaysia và nó tạo cơ hội cho Phan Tuấn Tài được ra sân ngay từ đầu ở trong trận đấu ngày hôm nay. Với chấn thương cũng là lý do tương tự khiến Lý Công Hoàng Anh không thể chơi từ đầu. U23 Việt Nam đang chơi pressing. Khả năng cầm nhịp và xử lý bóng, đặc biệt là trong những pha xử lý kỹ thuật ở phạm vi hẹp của cầu thủ Thái Lan là tương đối tốt. Rất nguy hiểm, bóng đi lên trời. Một khoảnh khắc thoát tim đối với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Cú dứt điểm vừa rồi là của Voracit. Và rõ ràng là ông Manopolkin có lý do để mà tiếc nuối khi nhìn trái bóng không thể đi được vào khung thành của Văn Toàn. Huỳnh Công đến cần phải chủ động hơn khi mà các trung vệ của U23 Việt Nam bị hút về tiếng tranh chấp này. Đây là lần thứ hai trong trận đấu này các hội viên của U23 Việt Nam để bóng qua đầu. Ở một trận chung kết như thế này thì bất kỳ một sai lầm nào cũng sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Năm 2003 trên sân Đồng Quốc gia Mỹ Đình cũng là một sai lầm như vậy và chúng ta đã phải rất khó khăn sau đó mới có được bàn thắng san bằng tỷ số để đẩy trận đấu vào hiệp phụ. Mỗi bên đã có một sự thay đổi người. Bây giờ là lúc chờ xem các tính toán của huấn luyện viên dành cho hiệp 2 của trận chung kết này sẽ được thể hiện như thế nào. Và cướp bóng và chuyền bóng của Chaya Pibat. Ngày hôm nay thì trời đã đổ mưa ở Hà Nội
trong một khoảng thời gian rất dài. Nhưng khi trận đấu này được diễn ra thì mọi thứ đã trở nên thuận lợi hơn. Thêm một đường chuyền sai nữa đến từ cầu thủ áo đỏ, và sẽ là một tiếng sút xa rất nguy hiểm. Người dứt điểm lại là Vlahovic. Chỉ trong vòng 5 phút, Vlahovic đã có 2 cơ hội về khung thành của môn Văn Toản. Và điều đó cũng cho thấy là hàng phòng ngự của đội tuyển U23 Việt Nam đang có chút ít chệch choạc ở những phút đầu hiệp 2. 45 phút đầu tiên của hiệp 1, Thái Lan không có được một cú sút nào về khung thành của U23 Việt Nam. Nhưng chỉ trong 5 phút vừa qua, chúng ta đã phải đối diện với hai tình huống dứt điểm nguy hiểm của đối phương. Những cú sút xa của các tiền vệ Thái Lan luôn rất đáng chú ý, và đó là một cách giải quyết bế tắc rất hiệu quả. Jayapipat. Nakin Visechat. Nhâm Mạnh Dũng. Hùng Dũng. Hoàng Đức. Trọng tài cuối cùng cũng đã thổi phạt lỗi của Jayapipat với Hoàng Đức. Lỗi việt vị. Tình huống đá phạt nhanh của cầu thủ áo đỏ, nhưng đó là pha bóng mà Tiến Linh xuống sớm hơn so với đường chuyền. Hoàng Đức rất khéo léo với cái lườn có thể nói là rất mềm mại của mình. Lê Văn Đô. Giữa sân U23 Thái Lan vào lúc này tiếp tục là những người giữ quyền kiểm soát tốt hơn. Chủ nhà U23 Việt Nam đang đá với một đội hình được bố trí tương đối thấp, nghiêng về thế trận phòng ngự với một thái độ cẩn trọng. Vẫn là những gì mà chúng ta đang thấy từ cách xử lý của huấn luyện viên Park Hang-seo và các học trò. Phạt góc bên phía cánh trái cho U23 Thái Lan. Người đá phạt góc là Ekanip. Bóng chạm đầu của Bùi Hoàng Việt Anh. Phan Tuấn Tài. Cách chơi của U23 Thái Lan vào lúc này là tương đối giống với cách mà họ đã chơi ở hai trận bán kết với U23 Indonesia. Và cắt bóng của Tiến Linh, nhưng sau đó lại là một đường chuyền hỏng của Hoàng Đức. Liên tiếp những đường chuyền sai của cầu thủ cả hai bên. Phan Tuấn Tài. Lỗi việt vị. Mười phút của hiệp hai trôi qua, tỷ số vẫn đang là 0-0.
Thì những cơ hội nguy hiểm nhất của hiệp đấu này đều thuộc về đội tuyển U23 Thái Lan. Đó là hai tình huống dứt điểm của Voracek. U23 Việt Nam cho tới thời điểm này vẫn chưa phải đón nhận một bàn thua nào ở SEA Games 31. Jonathan Kempe. Thẻ phạt mà Kempe phải nhận ở trận gặp U23 Malaysia đã khiến cho U23 Thái Lan phải đón nhận trận thua duy nhất cho tới thời điểm này trong hành trình tiến vào trận chung kết. Davis tranh chấp tốt nhưng trọng tài lại thổi phạt với Nhâm Mạnh Dũng. Những tình huống chuyển đổi trạng thái có lẽ là cần phải được xử lý ở tốc độ cao hơn. Nhâm Mạnh Dũng vẫn đang là các cầu thủ U23 Việt Nam. Khoảng trống bên phía là cánh phải. Huỳnh Công đến. Mọi góc đều đã bị thu hẹp. Chậm một chút thôi thì cơ hội trôi qua. Ở trên băng ghế dự bị. Và phối hợp khá hay. Tiến Linh. Nhâm Mạnh Dũng. Có thể dứt điểm. Quá nhẹ. Ngay lập tức quay giáp đối phương giành lại quyền kiểm soát và sau đó mở ra cơ hội. Các trung vệ của U23 Thái Lan không phải là những người có khả năng xoay sở tốt. Tuấn Tài đi bóng. Trên sân thì một cầu thủ của U23 Thái Lan đang bị đau. Người bị đau là Jonathan Kempe. Nhưng có lẽ đó không phải là một vấn đề lớn với số 4 của U23 Thái Lan. Kempe đã bị đau sau tình huống tranh chấp với Tuấn Tài. Những pha xử lý của Phan Tuấn Tài chưa đạt độ chuẩn ở mức độ xuất sắc. Nhưng chúng ta ghi nhận sự nỗ lực của cầu thủ đang được thể thao cho Đắk Lắk mượn. Trong một ngày mà Lê Văn Xuân vắng mặt thì những cầu thủ thay thế cần phải thể hiện được vai trò của mình. Và cánh phải của U23 Việt Nam trong trận đấu này được chiếm giữ bởi Lê Văn Đô có tần suất tấn công rõ ràng là ít hơn hẳn so với những gì mà chúng ta có bên phía cánh trái với Phan Tuấn Tài. Hùng Dũng không được. Chúng ta đã phải trải qua 120 phút thi đấu với đội tuyển U23 Malaysia ở vòng bán kết và cần tới một pha bóng cố định mới có thể giải quyết được vấn đề. So với trận đấu bán kết thì ngày hôm nay U23 Việt Nam có thể nói là đã thuận lợi hơn trong việc tìm kiếm cơ hội dành cho mình. Tiếc là các chân sút thì vẫn chưa có được độ nhạy cảm cần thiết để có thể dứt điểm thành công. Đây là Wirathep. Ben David. Rất nguy hiểm. Khung thành của Văn Toản trong hiệp 2 liên tục bị đặt trong tình trạng báo động. Đây đã là cơ hội rõ nét thứ 3 của đội tuyển U23 Thái Lan. Cú khứa bóng bằng chân phải vừa rồi là của hậu vệ cánh Nakin. Còn ở cánh đối diện, người băng vào với tốc độ rất cao nhưng không nhận được đường truyền là Ekanit. Hoàn toàn không có lỗi việt vị nào cả. Một pha băng vào hợp lý. Các trung vệ của U23 Việt Nam đã bị loại bỏ hoàn toàn. Đó là một pha khứa bóng điểm rơi ở vào một vị trí có thể nói là cực kỳ nhạy cảm. Các thủ môn cũng rất khó ra. Còn các trung vệ gần như là không thể chống đỡ được. Để khắc phục được cái chơi này của đối phương thì có lẽ là các vị trí hậu vệ chúng ta khi đối mặt với các tiền vệ, các cầu thủ trẻ cánh của
U23 Thái Lan sẽ cần phải chọn một vị trí gần hơn, sát hơn để ngăn chặn những đường chuyền. Lỗi là của Levando. Phút đầu tiên của trận đấu đã trôi qua mà không có bàn thắng được ghi. Khoảng 15 phút vừa qua của hiệp 2 là khoảng thời gian mà U23 Thái Lan có phần nhỉnh hơn về mặt thế trận. Họ có những pha bóng chất lượng hơn. Benjamin David. Jonathan. Virathep. Tiếp tục là Nakin, Jonathan, của U23 Việt Nam đang được bố trí thấp. Pha xử lý không thành công của Tiến Linh. Trên các khán đài thì cổ động viên Việt Nam đã cố gắng tạo ra một bầu không khí sôi động hơn để tiếp đuổi cho các cầu thủ trong giai đoạn khó khăn này. Ekanit phối hợp nhỏ không thành công. Hoàng Đức tiếng còi đã cất lên. Pha phạm lỗi là của Virathep. Sự lọc lõi của các cầu thủ Thái Lan đang được thể hiện với những tình huống chọn vị trí và can thiệp gần như ngay lập tức. Những phút vừa rồi là quãng thời gian mà U23 Thái Lan đang tổ chức tranh chấp sớm bên phần sân của U23 Việt Nam. Jonathan. Nakin. Benjamin Davis. Vị trí của Benjamin Davis vẫn luôn hết sức cơ động. Tỷ lệ kiểm soát bóng trong những phút vừa rồi là hoàn toàn chênh lệch nghiêng về phía đội bóng áo vàng Thái Lan. Cánh trái đang là hướng tấn công mà U23 Thái Lan dùng rất nhiều những phút vừa qua. Cú sút. Thêm một tình huống dứt điểm nữa của U23 Thái Lan. Đó là tình huống dứt điểm của Ifan. U23 Thái Lan đang giữ được trái bóng trong chân. Triển khai lối chơi một cách đĩnh đạc. Và khi họ phất bóng sang cánh đối diện, khoảng trống thường được cao thủ nhận bóng khai thác một cách tương đối hiệu quả bằng tốc độ nhanh. Và có thể nhận thấy là ở những phút vừa rồi, hàng thủ của U23 Việt Nam bị đẩy xuống tương đối thấp. Sự xuất hiện của cầu thủ Thái Lan trong khu vực 16-50 bên phía U23 Việt Nam đang là nhiều hơn. Và đó là sự nguy hiểm mà chúng ta cần phải ngăn chặn sớm hơn. Lý Công Hoàng Anh vừa vào sân để thay cho Huỳnh Công Đến. Về mặt lý thuyết thì những cầu thủ tiền vệ của U23 Việt Nam vào lúc này đang có mặt trên sân
là ba cầu thủ ưng ý nhất của huấn luyện viên Park Hang-seo. Đó Lý Công, Hoàng Anh, Hùng Dũng và Hoàng Đức. Tuấn Tài. Pha xoay sở đầu tiên của Lý Công Hoàng Anh. Hùng Dũng. Hiệp 2 trôi qua được 20 phút. Thái Lan đang chơi tốt hơn ở hiệp đấu này. Lại là pha xoay sở rất hay của Hoàng Đức. Quả người của Tiến Linh. Tiến Linh. Lý Công Hoàng Anh, số 10 của U23 Việt Nam lại chờ bóng. Lý Công Hoàng Anh đã phải rời sân ở những phút cuối trận đấu bán kết. Anh chưa phục hoàn toàn để có thể xuất phát ngay từ đầu ở trong trận đấu ngày hôm nay. Hai biên của đội tuyển U23 Thái Lan đang có được tính cơ động cao. Đường chuyền hỏng vừa rồi là của Nakin. Một trận chung kết với các khán đài chật kín người hâm mộ. Thêm một nỗ lực đáng khen của Phan Tuấn Tài. Như vậy là cho tới thời điểm này thì ông Park Hang-seo đã thay hai cầu thủ. Hai cầu thủ được tung vào sân ở hiệp đấu thứ hai này là Nhâm Mạnh Dũng và Lý Công Hoàng Anh. Những người đã rời sân là Văn Tùng và Huỳnh Công Đền. Thái Lan đã thay một cầu thủ. Kurovic được sử dụng để thay thế cho Gustafsson. Thanh Bình. Lê Văn Đô. Vẫn là Văn Đô phối hợp nhỏ. Tiến Linh. Có rất đông cầu vệ Thái Lan. Không có một chút khoảng trống nào cả. Một chiếc thẻ vàng vừa được trọng tài rút ra dành cho đội trưởng Hùng Dũng. Đó cũng là thẻ phạt đầu tiên của trận đấu này. Nếu như 90 phút thi đấu chính thức của trận đấu ngày hôm nay kết thúc với một kết quả hòa thì kể từ vòng bán kết không có bất kỳ một trận đấu nào được định đoạt trong quãng thời gian thi đấu chính thức. Hai trận bán kết đều đã phải diễn ra ở hiệp phụ. Trận đấu tranh hạng 3 cũng phải giải quyết thắng thua trên chấm phạt luân lưu. Nhưng nếu như trận tranh huy chương đồng sẽ được giải quyết ngay sau 90 phút thi đấu ở bất phân thắng bại bằng những loạt đá luân lưu thì ở trận chung kết chúng ta sẽ tiếp tục có những hiệp hộ. Phút thứ 70 của trận đấu và tỷ số vẫn đang là không đều. Lê Văn Đô. Hùng Dũng. Pha thoát đi của Nhâm Mạnh Dũng. Phía trong là Tiến Linh. Bảy bóng ngoài chân chạy. Tốc độ xử lý trong tiếng vừa rồi là hợp lý. Nhưng ở phía trong, vấn đề là hậu vệ của đội Thái Lan vẫn kiểm soát được tình hình. Và đó là pha cắt bóng của Jonathan. Đáng khen cho ý tưởng vừa rồi của Nhâm Mạnh Dũng. Thêm một quả đá phạt góc dành cho U23 Việt Nam. Những cầu đầu tiên trong hiệp phụ trận đấu gặp U23 Malaysia cũng xuất phát từ những quả đá phạt góc. Hoàng Đức.
Có nhiều cầu thủ của U23 Việt Nam đã mệt lả sau trận đấu bán kết, đặc biệt là ở những vị trí phải di chuyển nhiều, hoạt động với cường độ cao như là đội trưởng Hùng Dũng. Đội sẵn cho tay chân trái, chỉ cần đẩy bóng dài một chút là mất thế. Tiến Linh, đường chuyền có cảm giác rất tốt của Tiến Linh, kịp không? Những phút cuối của hiệp 1, Tiến Linh đã mở ra một khoảng không cho Lê Văn Đô. Số 7 đã thoát xuống khá hay, nhưng từ đường chuyền cho tới cầu thủ ở phía trong xâm nhập là Văn Tùng thì không có được độ khớp với nhau. Xem về yếu tố chiến thuật thì tôi cho rằng đây là lúc mà cầu thủ của chúng ta, nhất là những người ở phía trên, đã đảm bảo được nhiệm vụ của mình. Chỉ có điều là cảm giác thi đấu của họ chưa phải ở mức độ tốt nhất. Jonathan, Benjamin Davis, Benjamin Davis đã phạm lỗi với Lý Công Hoàng Anh. Mặc dù vậy thì trọng tài lại không cho rằng đó là lỗi của cầu thủ Thái Lan. Davis là một cầu thủ tiềm ẩn sự nguy hiểm. Hiệp 1 là một pha bóng đi qua 3 cầu thủ áo đỏ trước khi nhả một đường chuyền có yếu tố chiến thuật cao cho đồng đội. Chúng ta có 3 trận đấu cho tới thời điểm này gặp phải những yếu tố khó khăn. Trận đấu với kết quả hòa đầu tiên trước Philippines, sau đó là trận đấu bán kết với U23 Malaysia thì không thể ghi bàn trong thời gian thi đấu chính thức. Và bây giờ là một thế trận mà sau khi hiệp 2 bắt đầu là vất vả hơn rất nhiều so với hiệp đấu đầu tiên. Trận chung kết thì chúng ta phải đối mặt với U23 Thái Lan. Nhưng thực sự đây mới là đối thủ lớn mà U23 Việt Nam phải đương đầu tại SEA Games lần này. Thái Lan chơi với một chất lượng, một khả năng kiểm soát trận đấu, một sức nặng hoàn toàn khác so với những đối thủ mà chúng ta đã gặp ở các vòng đấu đã qua. Ở vòng bán kết thì U23 Malaysia chỉ có thể chơi đôi công với đội chủ nhà trong khoảng 15-20 phút đầu tiên. Còn phần lớn những gì còn lại cho đến trước khi họ để thủ lưới đều là một thế trận phòng ngự với đội hình dày đặc bên phía sân nhà, khác hoàn toàn với những gì mà Thái Lan đã thể hiện ở những phút đã qua của trận đấu. Có rất nhiều thời điểm mà U23 Thái Lan kiểm soát hoàn toàn thế trận. Davis, có những lời nhắc nhở từ ban huấn luyện của U23 Việt Nam. Thi đấu một đội hình thấp nhưng ban huấn luyện của đội tuyển Việt Nam yêu cầu các cầu thủ không lùi quá sâu đến như vậy, và để cho tuyến tiền vệ của U23 Thái Lan thoải mái phối hợp với nhau mà không gặp phải một chút sức ép nào cả. Chúng ta đã cảm nhận được sự nguy hiểm trong hiệp 2 của trận đấu khi mà lực lượng của chúng ta được bố trí hơi thấp, bị đối phương đẩy sát về khu 16-50, thậm chí là sâu trong vòng cấm của chính chúng ta. Benjamin Davis, cú dứt điểm. Cú đá là của Kodavic. Hãy
không hề rườm rà, đá rất đơn giản nhưng lại hiệu quả. Đó là cách mà cầu thủ U23 Thái Lan đang chơi. Nhờ Mạnh Dũng không thể thoát đi. Rất đông khán giả tới sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Đó là điều đương nhiên trong một trận đấu quan trọng của U23 Việt Nam, với sự quan tâm dành cho bộ môn bóng đá tại SEA Games lần này. Và đặc biệt là sau khi đội tuyển bóng đá nữ đã có được chiếc huy chương vàng SEA Games thứ 7 vào ngày hôm qua. Cắt bóng tốt, đó là Tuấn Tài. Phan Tuấn Tài vẫn tiếp tục là số 12. Không có quả đá phạt góc. Những cầu thủ trẻ đang có trận chung kết quan trọng đầu tiên trong sự nghiệp của mình. Một ngày thi đấu rất xông xáo của Phan Tuấn Tài. Nhưng quả thật là cầu thủ này vẫn còn phải tích lũy kinh nghiệm nhiều hơn. Và với trận đấu cụ thể này thì có lẽ là Tuấn Tài cũng sẽ cần phải có thêm sự may mắn. Đó là pha cản phá của Levando. Wirathep. Nhịp chơi của U23 Thái Lan vào lúc này đang được duy trì tốt. Hùng Dũng. Hoàng Đức. Hùng Dũng, Tiến Linh, 1-1, Tiến Linh sẽ chỉ có một quả đá phạt góc, nhưng đó là một pha lên bóng với những ý tưởng đáng chú ý của U23 Việt Nam. Nếu như Tiến Linh có thêm một chút động tác giả để Jonathan gặp khó khăn hơn trong việc đoán định hướng đi thì mọi chuyện có thể sẽ tốt hơn ở khoảnh khắc cuối cùng. Ở thời điểm mà Tiến Linh cất chân thì Jonathan vẫn còn làm chủ được vị trí phòng ngự của mình. Thêm một quả đá phạt góc nữa. Đây là quả đá phạt góc thứ 5 của U23 Việt Nam ở trong trận đấu này. Ở chỉ số thống kê này thì chúng ta đang nhỉnh hơn đối phương một chút. Hoàng Đức. Cú tung chân của Hùng Dũng. Tôi đáng tiếc, quá đáng tiếc. Thật sự đáng tiếc với pha xử lý vừa rồi của Nhâm Mạnh Dũng. Giá như trái bóng không chạm tay thì cơ hội đã rộng mở, quá rộng mở rồi. Nhịp chơi của U23 Việt Nam trong những phút vừa rồi là đủ tốt. Cú khứa lòng của Phan Tuấn Tài là đúng nhịp. Thanh Bình có mặt ở điểm nóng phía trên. Nhưng quan trọng hơn cả là chúng ta có một khoảng trống dù nhỏ thôi nhưng có lẽ là đủ để cho một tiền đạo có thể giải quyết được vấn đề. Thật đáng tiếc là Nhâm Mạnh Dũng lại không có được đầy đủ sự nhạy cảm. Phút thứ 80 của trận đấu và tỷ số vẫn đang là 0-0. Ở mỗi một hiệp đấu trong các trận đấu gặp U23 Myanmar cho tới khi gặp Malaysia và bây giờ là Thái Lan thì ở mỗi hiệp đấu U23 Việt Nam thường có khoảng 10 đến 15 phút kiểm soát được mọi thứ. Việt Anh. Vando. Vẫn là Lê Vando.
Tiến Linh. Không được. Vẫn đang là Tiến Linh. Thêm một cú treo bóng vào. Hàng phòng ngự của U23 Thái Lan đang phải làm việc tương đối vất vả. Và một lần nữa chúng ta lại thấy Jonathan nổi bật trong tình huống đánh chặn cuối cùng. Sức ép ở mỗi cuối hiệp của U23 Việt Nam thường là tương đối tốt. Và đó là cách lựa chọn mà tôi cho rằng hợp lý cho một trận chung kết như thế này. Chúng ta không hơn hẳn đối phương. Chúng ta cần phải giữ sức, giữ thế trận để bung ra ở những thời điểm cần thiết. Tốc độ chơi, cường độ chơi là tương đối hợp lý rồi. Bây giờ là sự nhạy cảm, sự sắc sảo ở những khoảnh khắc quyết định mà thôi. Đó là sự thay đổi người thứ hai của ông Manopol King. Vuracic rời sân và sân là Terasak. Và cắt bóng của Thanh Bình. Không an toàn một chút nào. Văn Toản cần phải cẩn trọng hơn. Cho tới thời điểm này thì cả ông Pol King và ông Vang So đều đã thay hai cầu thủ. Hùng Dũng. Thật khó để có thể duy trì một cường độ cao và ào ạt trong xuyên suốt thời gian của trận đấu. Cần phải biết điều phối về mặt thể lực sau một trận đấu cực kỳ khó khăn ở vòng bán kết. Và phải biết cách bung ra đúng lúc. Việt Anh. Tiến Linh. Phan Tuấn Tài. Tiếp tục sau bóng đánh đông. Bất công. Quả bất công của Phan Tuấn Tài. Và cú đánh đầu của Nhật Bình Dũng đã đánh bại được Kevin. Bây giờ mới là lúc bùng nổ. Cuối cùng thì cũng đã có bàn thắng rồi. Và đánh đầu vào góc rất khó và đánh bại thủ môn Kevin. U23 Việt Nam đã vươn lên ở 10 phút thi đấu chính thức cuối cùng. Niềm vui của tất cả vào thời điểm này. Nhịp độ được đẩy lên ở những phút cuối của hiệp 2. Hết sức hợp lý và Nhâm Mạnh Dũng. Đó là niềm hạnh phúc của Nhâm Mạnh Dũng sau khi ghi bàn giúp cho U23 Việt Nam vươn lên. Alexander Polking và các cộng sự đã có một cách tính toán để đem đến những khó khăn cho U23 Việt Nam trong trận chung kết. Những cái cách mà huấn luyện viên Park Hang-seo và các học trò của mình trải qua ở những phút vừa qua cũng có thể nói rằng là một cách tính toán cực kỳ chính xác. Chúng ta không đua sức, chúng ta không đua việc giành giật thế trận trong tất cả các thời điểm, nhưng chúng ta chắc chắn ở khâu phòng ngự cố gắng đảm bảo giữ sức và bung ra một cách hợp lý ở các thời điểm quan trọng. Và đó thường là 10 phút cuối mỗi hiệp đấu. Chúng ta cùng chiêm ngưỡng lại bàn thắng cực đẹp của Nhâm Mạnh Dũng. Đây chắc chắn là một khoảnh khắc rất đáng nhớ trong đời của những cầu thủ trẻ như Phan Tuấn Tài và Nhâm Mạnh Dũng. Hôm nay khi mà Phan Tuấn Tài được lựa chọn để thay cho Lê Văn Xuân, anh đã chơi cực kỳ sông sáo. Và cuối cùng thì trong một khoảnh khắc có thể nói là có được đầy đủ những cảm giác chơi bóng của một cầu thủ trái cánh, Phan Tuấn Tài đã đem đến một quả tạt tuyệt vời cho Nhâm Mạnh Dũng. Và đường cong đó của Phan Tuấn Tài đã được kết thúc bởi một cú đánh đầu của một người đồng đội cùng lứa ở Viettel. Quá đẹp. Mười bốn năm trước là một cú đánh đầu quyết định để hạ gục Thái Lan lên ngôi tại AFF Cup. Và ngày hôm nay cũng là một cú đánh đầu. Và nếu như chúng ta đứng vững ở những phút còn lại của hiệp đấu thứ hai này thì đó sẽ là bàn thắng quyết định để chúng ta bảo vệ được chiếc huy chương vàng. Không có vấn đề gì cả. Phút thứ 86, U23 Việt Nam đang dẫn trước với tỷ số 1-0 và sự phấn khích của người hâm mộ. Mới chỉ là phút thứ 86 thôi, nhưng những ai đang có mặt ở sân vận động quốc gia Mỹ Đình, những ai đang theo dõi trận đấu này qua màn ảnh truyền hình
đều đang đếm từng giây một. Có lẽ là như vậy. Ngày hôm qua bóng đá nữ mang lại niềm vui, mang lại sự bùng nổ và niềm tự hào cho người hâm mộ. Và ngày hôm nay tới lượt các cầu thủ bóng đá nam đang có được điều đó vào thời điểm này. Hãy tập trung và hãy thực sự tập trung cho những phút còn lại để bảo vệ thành quả. 3 năm trước bóng đá Việt Nam đã lên ngôi ở SEA Games bằng một lứa cầu thủ rất tài năng. Bây giờ là lúc mà chúng ta đang chơi trên sân nhà với tư cách là nhà đương kim vô địch. Và thế hệ cầu thủ tại SEA Games 31 thường bị các cổ động viên đem ra so sánh với những gì mà lứa cầu thủ trước đó đã từng làm được. Nhưng nếu như chiến dịch này được kết thúc bằng một tấm huy chương vàng và chiến thắng của U23 Việt Nam là một chiến thắng cho dù chỉ là cách biệt nhỏ thôi, một bàn thôi, nhưng đó sẽ lại là một trận đấu mà chúng ta không để lọt lưới nữa, thì đó sẽ là một dấu mốc mang tính lịch sử của bóng đá Việt Nam. Chưa bao giờ chúng ta trải qua một kỳ SEA Games mà chúng ta có được một sự chắc chắn có thể nói là đáng kinh ngạc đến như vậy. U23 Thái Lan đã thay cầu thủ thứ 3, Mati Sarakum được đưa vào sân. Thái Lan sẽ tấn công biên nhiều hơn ở những phút cuối này. Đây là Mati. Căng ngang. Mọi thứ đã được giải quyết. Hai cú phá bóng liên tiếp của Bùi Hoàng Việt Anh. Vào năm 1999 trên đất Brunei, môn bóng đá nam có sự tham gia lần cuối cùng của các đội tuyển quốc gia. Và ở SEA Games năm đó thì đội tuyển bóng đá Việt Nam cũng đã trải qua các trận đấu tại vòng bảng cũng như vòng bán kết mà không để lọt lưới bàn nào. Nhưng ở trận chung kết khi gặp lại đội tuyển quốc gia Thái Lan thì chúng ta đã thua sau những quả sút xa của các tiền vệ Thái Lan. Những người có thể nói là lẫy lừng như Thavachai Damrong, ông Trakun và Dusit Chalemsen. Ở SEA Games lần này thì bóng đá Thái Lan vẫn là một đối thủ mạnh cho dù họ đã thua ở trận đấu đầu tiên. Nhưng U23 Việt Nam chơi với tư cách là nhà đương kim vô địch thì đã thể hiện sức mạnh của mình một cách lặng lẽ hơn, nhẹ nhàng hơn. Nhưng đó là cái cách của một nhà vô địch thực thụ, rất chắc chắn. Chúng ta có con đường của mình và chúng ta kiên định với con đường đó. Lỗi việt vị. Sau khi kết thúc SEA Games, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ không dẫn dắt U23 Việt Nam nữa. Ông tập trung nhiệm vụ của mình ở đội tuyển quốc gia. Và đây đang là những hình ảnh đầy cảm xúc với sự phấn khích của các cổ động viên trên sân đấu quốc gia Mỹ Đình khi mà thắng lợi đang đến rất gần. Đây là phút thi đấu chính thức cuối cùng của trận chung kết môn bóng đá nam giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan. Phút thi đấu chính thức cuối cùng rồi và chúng ta đang dẫn trước 1-0 với bàn thắng của Nhâm Mạnh Dũng. Không có gì phải vội vàng cả. Thời gian thi đấu chính thức đã hết rồi. Từ phút sang cho tới bóng đá nam, bóng đá nữ, chúng ta đều gặp Thái Lan và đều có những cơ hội. Hai đội tuyển futsal đã không có được mục tiêu của mình. Nhưng ngày hôm qua bóng đá nữ đã mở đầu bằng thắng lợi cũng chỉ với một bàn. Và ngày hôm nay thì đội tuyển nam đang có cơ hội để lặp lại điều tương tự. Đây sẽ là những phút đá bù giờ, 4 phút đá bù giờ. Sau 19 năm thì U23 Việt Nam đang đứng trước cơ hội để trả lại món nợ vào năm 2003. Mati sẽ có phạt góc dành cho đội bóng áo vàng. Hết sức căng thẳng.
Người thực hiện quả đá phạt góc là Benjamin Davis. Thái Lan đã chơi tốt hơn ở 30 phút đầu của hiệp 2, có được hàng loạt cơ hội, tạo ra áp lực và thi đấu có thể nói là rất hay, nhưng họ không ghi được một bàn nào cả. Các cầu thủ U23 Việt Nam của huấn luyện viên Park Hang-seo điều chỉnh nhịp độ, có được một thế trận hợp lý hơn ở những phút cuối, và điều quan trọng nhất là có được bàn thắng. Văn Toản đang nằm sân. Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ chia tay U23 Việt Nam sau SEA Games 31. Ông sẽ chỉ tập trung với nhiệm vụ của mình ở đội tuyển quốc gia. Và đây là một sự chia tay vô cùng ngọt ngào. Ông Park Hang-seo đã làm được điều mà rất nhiều những huấn luyện viên khác không thể làm được. Đăng quang ở những đấu trường khu vực, những điều mà chúng ta luôn gặp khó khăn trong những năm trước đây. Và hai tấm huy chương vàng xin liên tiếp ở môn bóng đá nam rõ ràng là một kỳ tích. Và dám chắc rằng đây là một điểm tựa để ông Park cùng với đội tuyển quốc gia Việt Nam đòi lại những gì mà chúng ta đã mất ở AFF Cup. Giải đấu sẽ diễn ra vào cuối năm. Thời gian bù giờ có lẽ sẽ kéo dài hơn một chút khi mà Văn Toản đang có những động thái có thể coi là chiến thuật để làm chậm mọi thứ. Rất hay. Phía trong là Tiến Linh. Bật quân. Không có bàn thắng cho Tiến Linh. Và cắt bóng của Thanh Bình. Một kỳ SEA Games rất đáng nhớ với các cầu thủ phòng ngự, trong đó có Thanh Bình và Bùi Hoàng Việt Anh. Họ sẽ lớn lên rất nhiều sau thành công này. Không có gì cả. Bóng đi lên trời rồi. Cú đá là của Nakin. Đây là phút đá bù giờ thứ tư. Vinh quang chiếc huy chương vàng môn bóng đá nam chỉ còn cách các chàng trai của chúng ta chừng hơn một phút nữa. Cho dù khoảng cách giữa hai đội ở trận chung kết này có thể chỉ là một bàn thôi, nhưng tôi tin rằng đây là một chiến thắng mà đối thủ, những người thua chúng ta là cầu thủ Thái Lan, cũng sẽ phải tâm phục khẩu phục, vì đây là một trận đấu giàu tính chiến thuật. Chúng ta đã chơi chính xác và chúng ta xứng đáng với chiến thắng này. Phan Tuấn Tài sẽ là người rời sân. Anh xứng đáng được nhận những tràng vỗ tay. Lương Duy Cương, trung vệ được bổ sung trong phút bù giờ có lẽ là cuối cùng. Các cổ động viên của U23 Việt Nam chỉ chờ điều duy nhất vào lúc này, đó là tiếng còi mãn cuộc. Hoàng Đức vẫn sẽ có một quả đá phạt cho U23 Thái Lan, và đây có thể coi là cơ hội cuối cùng của họ. Đây đã là phút đá bù giờ thứ 5. Niềm vui đang được dồn nén lại một chút và chờ đợi khoảnh khắc bùng nổ. Và phải đứng vững trước quả đá phạt góc này của đối phương. Đây chắc chắn sẽ là tình huống cuối cùng rồi. Phút đá bù giờ thứ 5 cũng đã sắp hết. Cần phải vô cùng tập trung cho tình huống phòng ngự này. Văn Toản xử lý an toàn. Đã có lỗi của cầu thủ U23 Thái Lan. Thủ môn Cawin cũng đã lên tham gia tấn công ở tiếng đá phạt góc vừa rồi, nhưng không có một vấn đề gì cả với khung thành của Văn Toản. Phút đá bù giờ thứ 6. Yếu tố chiến thuật được đề cao. Ngày hôm qua U23 đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam vượt qua đội tuyển nữ Thái Lan, họ cũng tâm phục khẩu phục với thất bại đó. Và ngày hôm nay tất cả các vị lãnh đạo đảng nhà nước, khán giả trên sân Mỹ Đình và những ai đang theo dõi trận này đều đang đứng hết cả dậy.
Họ đang chờ đợi tiếng còi mãn cuộc của trọng tài Al-Mazrafi. U23 Việt Nam đã chiến thắng trong chiến dịch bảo vệ tấm huy chương vàng ở SEA Games. Bàn thắng duy nhất của Nhâm Mạnh Dũng đã giúp cho huấn luyện viên Park Hang-seo có một món quà chia tay tuyệt vời dành cho bóng đá trẻ Việt Nam. Xin chia sẻ những nỗi niềm của huấn luyện viên Park Hang-seo trong những ngày vừa rồi. Quá căng thẳng cho chiến dịch này, nhưng chúng ta xứng đáng. U23 Việt Nam bằng một chiến thuật hợp lý đã đánh bại được đối thủ mạnh nhất trong khu vực trong trận chung kết của môn bóng nam ở SEA Games 31. Một ngày thi đấu mà U23 Việt Nam đã không hoàn toàn làm chủ tình thế. Chúng ta có thể chơi phòng ngự trong một quãng thời gian tương đối dài, nhưng chúng ta chính xác trong những tình huống chống đỡ và có cách giải quyết trận đấu bằng một khoảnh khắc có thể nói là tuyệt vời. Một chiến dịch mà trong suốt quá trình đó chúng ta không hề để đòn lưới bàn nào.